trình Kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, hãy can đảm và tốt bụng là tựa đề cuốn sách nằm trong bộ tủ sách Sống Đẹp của nhà xuất bản Trẻ vừa được tái bản lần thứ 8. Sách gồm 37 câu chuyện của nhiều tác giả. Mỗi câu chuyện sẽ đem đến cho độc giả rất nhiều bài học quý báu về đạo lý sống ở đời. Có những câu chuyện khiến người đọc phải thốt lên trầm trồ thán phục, khiến chúng ta phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, như câu chuyện về cô bé có tấm lòng thương người lén giấu mẹ mình đem những đôi găng tay khi đi học để chia sẻ cho các bạn khác cùng lớp. Đến khi mẹ cô bé giặt quần áo thì phát hiện trong túi áo cô bé có rất nhiều găng tay. Cô bé đã thú thật với mẹ mình vì muốn các bạn không bị lạnh nên cô đã lén mang nhiều găng tay khi đến lớp. Không chỉ dạy chúng ta cách yêu thương người khác mà cuốn sách còn dạy ta cách vượt qua mọi nghịch cảnh éo le của cuộc đời. Như câu chuyện cậu bé Mai phải chứng kiến cảnh bố mẹ nghiện ngập, giao tu ra khám. Một mình cậu phải quần quật chăm lo cho 7 đứa em. Những cuộc trốn chạy, những đòn roi từ cha mẹ khiến cậu bé trở nên cứng rắn hơn. Cậu quyết không để những đứa em của mình phải chịu nhiều đau khổ nữa. Cậu càng cố gắng làm nhiều việc hơn, cho đến khi có những hội nhóm từ thiện phát hiện ra cậu bé cùng 7 đứa em nhỏ. Họ quyết định nhận nuôi, nhưng cậu bé nhất quyết không để 7 đứa nhỏ chia lìa. Cậu đã không đồng ý để họ chia rẽ những đứa bé. Tác giả cho rằng, bạn nên tốt bụng nhưng cứng rắn. Một người càng tốt bụng thì ngưỡng giới hạn trong đối nhân xử thế phải cao. Như vậy mới khỏi dễ dãi với người khác, lại có thể bảo vệ bản thân. Bởi đôi khi, chúng ta thường lầm tưởng là tốt bụng, nhưng hóa ra đó chỉ là nhu nhược. Có những lúc ta muốn bày tỏ quan điểm của bản thân, nhưng trong cuộc vui, góp ý đi đâu đó, làm gì. Nhưng khi người khác nói điều gì đó, rồi hăm hở rủ ta đi, ta lại nể nang, mềm lòng, rồi đi theo họ, mà quên rằng ta có thể từ chối họ. Một lần, hai lần, rồi những lần khác nữa, ta dần trở nên nhu nhược. Thậm chí còn ảnh hưởng đến bản thân, khiến bản thân trở nên nặng nề, mệt mỏi và né tránh trước mỗi lần ai đó nhờ vả, đề nghị một chuyện gì đó. Vậy nên dễ dãi với người khác là tàn nhẫn với bản thân. Bên cạnh đó, cuốn sách còn dạy chúng ta những bài học sâu sắc về ý chí và lòng quyết tâm cao độ để đạt được mục đích, như câu chuyện của thượng nghị sĩ Mỹ cũng là cựu ngôi sao bóng rổ Bill Bradley đã từng luyện tập không ngừng nghỉ. Trên sân bóng rổ, ông định ra 5 vị trí, từ đó ông phải tập ném bóng vào rổ. Nếu sau 25 cú ném mà không lọt vào rổ được 22 lần, thì ông sẽ phải lặp lại từ đầu. Và ông cứ kiên trì tập mãi như thế, cho đến khi đạt tới trình độ ném lần nào là y như vào rổ lần ấy. Câu chuyện về lòng tốt từ những người xa lạ chính là câu chuyện mà tôi tâm đắc nhất. Đó là câu chuyện của cô sinh viên năm nhất. Gia đình khó khăn lắm mới cho cô đi học, nên hầu như cô không có tiền để làm việc gì khác. Năm ấy răng cô bị đau buốt, nhưng cô không dám đến gặp nha sĩ vì chi phí làm răng rất tốn kém. Nhưng vì quá đau, cô đã không thể chịu đựng được. Cô đã tìm đến nha sĩ. Vị nha sĩ nói với cô rằng sẽ làm cho cô hết đau ngay lập tức. Nhưng cô gái lại tỏ vẻ lo lắng và nói: "Đừng làm hết hẳn vì tôi không có đủ tiền để trả." Vị nha sĩ hiền từ đáp: "Khi nào cô tốt nghiệp đi làm có tiền thì lúc đó hãy trả tiền cho tôi." Vài năm sau đó, cô gái đã tốt nghiệp đi làm và mang tiền đến trả cho nha sĩ. Cô đã biết ơn ông rất nhiều, một người xa lạ mà sẵn sàng giúp đỡ người khác.
và còn nhiều, rất nhiều câu chuyện ý nghĩa khác ở trong cuốn sách nhỏ bé này. Tuy chỉ vỏn vẹn chưa đầy 200 trang giấy, nhưng những bài học nhân văn mà cuốn sách đem đến cho độc giả là rất to lớn. Tựa như những bản tình ca êm dịu được phát ra giữa bộn bề những loa toàn. Một vài trích dẫn hay từ sách: hãy dới tới bầu trời, vì nếu không chạm tay tới được thì bạn cũng đã ở giữa những gì tinh tú. Nếu ước mơ của bạn đủ lớn, mọi chuyện khác chỉ là giặt giảnh. Không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ. Chúng ta không thể chỉ sống cho bản thân, có hàng ngàn sợi dây ràng buộc ta với đồng loại. Herman Melville: bạn sẽ không thể nói là đã sống một ngày hoàn hảo, ngay cả ngày hôm ấy bạn có thể kiếm được nhiều tiền, trừ khi bạn đã làm được việc gì đó cho một ai đó mà người ấy sẽ không bao giờ có thể trả lại cho bạn được cái gì. Ruth Melzer: sao động từ yêu, động từ giúp đỡ là một từ đẹp nhất trên đời. Nếu bạn là một người tử tế và biết yêu thương người khác, bạn muốn cho đi mà không mong được nhận lại bất cứ điều gì, thì chuyện bạn cho đi là một việc hết sức đáng quan ngành và đáng được trân trọng. Hãy tiếp tục làm những gì bạn cho là đúng nếu đó là mục đích của cuộc đời bạn. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ bàn về việc sử dụng lòng tốt nhằm mục đích mong nhận lại sự đền đáp từ đối phương và tại sao nó làm cho cuộc đời của chúng ta chao đảo. Đơn giản là gì? Khi bạn cho đi hết tất cả, bạn sẽ hy vọng sự đền đáp và biết ơn từ đối phương. Nhưng nếu bạn không hiểu và cảm nhận những gì bạn làm cho họ, họ sẽ không làm theo như những gì bạn kỳ vọng. Thế là bạn thất vọng và tổn thương. Trong tất cả các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta nên dùng sự tốt bụng của mình một cách đúng mực. Việc bạn tốt bụng một cách quá mức với người khác như vậy, đôi khi chỉ là bạn đang mong chờ vào sự khẳng định và tán thành từ xã hội. Vì nếu bạn không tỏ ra tốt bụng và dễ tính với người khác, bạn sẽ cảm thấy nghi ngờ bản thân vì bạn không đủ tốt. Ví dụ điển hình nhất là trong công việc, vì bạn là kiểu người tốt tính và lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy người khác sẽ lợi dụng sự tốt bụng đó một cách vô tội vạ và đương nhiên họ sẽ không biết điểm dừng. Họ có thể sai dặt bạn làm những việc vô giá trị, mà những việc đó cũng chẳng liên quan gì đến công việc của bạn. Hoặc họ có thể cạch mặt bạn nếu bạn nói không với những yêu cầu của họ. Hay nói cách khác, họ chỉ muốn bạn hy sinh quyền lợi của mình, và nếu bạn không đáp ứng nhu cầu của họ, họ sẽ làm tổn thương bạn gấp bội. Kết quả cuối cùng, chỉ có bạn là người mệt mỏi và chịu thiệt thòi. Điều quan trọng là bạn phải vạch rõ ranh giới của bản thân với người khác, dám nói ra những quan điểm và suy nghĩ của mình mà không sợ chỉ trích và không sống trong ánh nhìn của người khác. Lòng tốt thực sự là để người bên cạnh tự sống vui mỗi ngày. Vào lúc cần giúp đỡ thì dốc hết sức giúp đỡ. Không ai có quyền áp đặt ý tốt của mình hoặc cưỡng ép người khác tuân theo bổn phận đạo đức mà mình cho là đúng cả. Đừng chung túng bản thân. Đừng cho phép bản thân mình sống quá an toàn và nhàn nhã đến cuối đời. Hãy mạnh dạn bước ra vòng an toàn để học hỏi những điều mới, liên tục cải thiện bản thân. Bên kia của vòng an toàn là sự tự do và hạnh phúc. Hãy cứ va chạm với cuộc sống, vì đó là những quyền mà con người được hưởng. Chính sự khó khăn đó sẽ trui rèn lòng can đảm của bạn theo thời gian. Thực tế thì không ai có thể giúp bạn sống được. Chỉ riêng bản thân bạn mới thay đổi và xoay chuyển quỹ đạo cuộc đời của chính mình. Hãy can đảm và tốt bụng không chỉ là cuốn cẩm nang dạy chúng ta cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế, cách vượt lên trên nghịch cảnh, cách chiến thắng bản thân, mà trên hết nó giúp người đọc tìm được chân lý sống, làm thức tỉnh con người sau những vấp ngã, để từ đó mỗi người tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm sống để tránh những sai lầm và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Hãy can đảm và tốt bụng tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.